Con mẹ nó đẻ ba con nhưng mà hai con này chết rồi. Nên lần trước là mình mang cả ba con về nuôi. Không, một con mang có mình nó à. Dạ. Mấy người kia bắt về nuôi cũng đem về nhưng mà nuôi chết rồi. Trời ơi, ngày xưa nhìn những quỷ. Nhìn mà ai dám rời nó chết liền. Bớt lười đi được không? Còn ngày nay ăn mấy bữa giờ con? 4 lần vậy con, 4 thao này nè. Wow. 4 thao, 1 cháo với thịt này là nấu này nè. Trong cái cháo thịt này là thịt đậm chỉ. Cháo với thịt đậm chỉ. Ngon không? Ngon không? Nêm nếm nha, chứ không nêm nếm đâu nha. Ngon không? Phải nêm nếm nữa con, nêm nếm y chang ngồi thôi con. Thì cháo mình ăn lá, mình nấu vậy nè. Mình ăn, mình múc ăn chung cũng được nữa. Mà con no do rồi với đồ ăn nấu thì nó ăn. Mình xài ống hút, anh có bị hút không? Không, nó hút mà nó bỏ vô. Nó tự ăn không con? Không. Dạ. Nó không tự ăn luôn. Không. Chỉ đút mấy ăn thôi. Làm biếng quá đi. Rồi hôm nào mà cô bận cô không đút nó được thì sao? Đâu có bận đâu, cô dành thời giờ ra cho nó. Nó là xuống giấc rồi, sáng ngủ thức dậy là có. Tối cô làm vô, cô bắt rồi cháo lên sẵn nó sáng nó nguội cái hâm lại cho nó ấm ấm cái cho nó ăn. À, nó chỉ ăn cháo không ăn gì khác. Vậy đó. Bớt dây nha. Nó ăn dây cây gì không con? Nó ăn quýt. Quýt chứ nó kẹo. Nó ăn kẹo dừa. Kẹo dừa rồi kẹo sữa, nói mà chung có răng đâu mà nhai bánh kẹo dừa. Nữa, bánh tay nữa. Có kẹo dừa nó dính đâu có răng. Vậy nó nuốt không hả? Rồi, đặt chạc quần nha, chạc quần chạc quần nha, che hàng rồi, mua nước mía mời xu đi, che hàng lại nha. Tao mới uống rồi á. Bà uống nước mía không? Bà uống nước mía không? Cho 3 ly nước mía đi, 1 ly nước mía đặc biệt cho xu mập. Cái da nó kiểu mềm quá. Cái da nó đã quá nó mềm. Ba ly nước mía, một ly cho xu. Con biết không, ví dụ da người ta không có nuôi thú cưng á, người ta nói này nó nọ. Lấy ba ly nha, lấy ba ly. Người ta không gửi chúng ngành cháo nó cưng lắm thôi. Nó khô mà cái cửa xuống đi, xuống đi. Nó không sủa. Già rồi, có 1 tuổi mà như nhìn như ông già, có mấy cọng tóc trên đầu, mấy cọng tóc. Đang hiếm mà, hả? Hiếm. Nghe nói nha, con gái của nó nói chợ người ta vô coi quá trời luôn mà cô đâu biết mở điện thoại đâu. Con này cũng của mình luôn cô. Con này cần khô, khốn khôn lắm nè. Đó, xuống đó đi, nè. Hai con có bao giờ quấn lộn? Hai con giỡn cưng á, nó giỡn chân. Nhưng mà nó biết nha, cái con này nha, cái con này mà nó ra là nó biết con này lớn nhất trong nó bày là nó đi. Phải bỏ cái đầu nó bò. Dạ tuổi nhất, bé nhưng mà già tuổi bé nhất. Nhất. Con này, cái cưng. Đó. Con bé kia ngủ bé thôi. Trong con nữa kìa. Ủa? À trong kia còn bé nữa. Mình có mấy bé. Mình có mấy bé cô? Dạ. Mình có tất cả mấy bé. Và ba con với bé Xuân đó là 4 con. Đâu. Chào. Xuống đi, đứng trên ghế chơi. Xuống đi. Chỗ không có cái ghế gì đâu. Xem ghế nó nhẹ. Nó phóng ghế này đó. Con này nó phóng ghế gì. Lăn ghê ha. Anh kia ngồi như ông bảo vệ. Coi nhà đấy.
con biết không, nhiều người hỏi mua lắm á, cô không có bán đâu. Nhưng mà trả cao nhất là bao nhiêu? À, bữa cái ông kia cô để cho ông 14 triệu đi. Nó lâu chưa con? Nói chung là cái đây cũng 3 tháng rồi đó. Là lúc đó có ờ, hồi chưa, có chưa lên được nửa năm nữa. Ừ, đúng rồi. Dạ 14 mà 3 triệu. À, 14 triệu mà cô nói không, con có bán. Mà sao người ta lúc đó sao người ta biết đến mà mua cô? Đâu, nó hồi đó là nó chưa đăng báo đăng gì hết á, là con biết sao không? Nó thấy nó ngộ, cái ông nó thích là cái chó này nó ngộ. Ông cũng không biết là giống chó gì thì nó ngộ ngộ vậy. Không thấy nó ngộ, không có lông, chứ thấy nó mặt thù lùn vậy đó. Người nghe cái là người ta thích thôi. Đó. Rồi nó không con có nuôi, con không có bán. Cưng quá. Cưng lắm con ơi. Bây giờ là cô ở với nó vậy đó, đi làm vô. Cô bán xong là cô vô cô ở lủi thủi với hai mẹ con, ở đi đâu chở đi theo. Dạ. Có ngày chỉ có nhiêu đó. Vui. Cô bước xe ra cô dẫn cái xe ra 10 lần là nó ở trên xe 10 lần. Là đi chợ Thủ Đức. Rồi nói chung là đi đâu mấy chục cái số là cũng nó cũng đi theo. Dạ. Con bé này ở nhà nha. Bé nó không buồn lắm. Không ở nhà. Con chưa thấy đâu, có ngồi đó mà giờ con trốn hả, nó chạy đi tìm, con thấy con đứt ruột nó thôi á. Đúng mà chị tìm cô thôi. Ở đó tìm cô không à. Nó chạy đi tìm như là bắt trốn vậy đó. Mà tìm nó thấy chú con ngủ hả? Có một lần để con cô Hồng kiếm cái clip mà hồi đó con Hồng quýnh nó mà nó khóc cho con coi. Nước mắt nước mũi chảy luôn á. Anh đang buồn ngủ nè. Sao ơi, sao con ngủ hả? Sao ơi, buồn ngủ rồi hả? Hả? Sao buồn ngủ hả? Thôi mà mở cái hình lúc nhỏ đó kìa. Trần có ơi trời. Con thấy nó nhỏ không dám rời cái liền. Không dám rời luôn. Ghê, nhìn như hà má nằm khô đó. Đúng rồi, nhìn như hà má hai cậu á. Hồi đó em về, em đem về à, mấy mà bà chị với ông anh nào nó trời ơi sao mà nó ghê dữ vậy. Ai không nó mà thiệt, mình thấy mình còn ghê nó đừng má chi. Mà đứa mua gì em coi, nó có mấy bộ đồ lần con. Có bao cũng bộ à, nè. Nè hình hồi nhỏ nè, hình nó rồi bên kia là nó đó. Cô nè, cô ngồi đó, nó ngồi đó, cô qua lợi thì nó qua đường cũng giỏi nữa. Qua đường phải nhìn xe hết rồi qua. Hiền đó. Mập mà chắc đi chậm á. Nó trời ơi nó chạy nhanh lắm á, nó rượt con chuột mà nó chạy ào ào, nó chạy thấy gì chạy nhanh lắm. Mấy bữa có cái clip trong máy cô kìa, con gái cô nó chơi sắc lắm. Nó leo lên xe nè, nó bỏ con nó ở ngoài cái sân vận động ngoài bự dễ sợ luôn mà nó chạy ngoài đó. Chạy cho nó. Không chạy cho tập thể dục cho nó ớn mà nó ớn đâu. Trời cái tại nó chạy theo cái thương lắm. Chạy thở le luôn. Combo nó có nón, có nón nữa hả? Cái nón có kiếm nữa. Đó nó nổi là từ cái sự tức của nó là như vậy đó. Lúc chị chụp lên cái xe lên mạng, cái chia sẻ lên mạng đó. Ông bé nó đi chụp nó biết đăng đồ chứ cô không biết Facebook, không biết nó đăng sao cô. Này cứ thấy người ngồi xe là tại nó không có mình, nó không có đi với ai, có mình cô à. Phải mình đi chung với mẹ Hằng à. Nó không đi ai. Không mà nó ra trước mà nó đi ra trước chơi với mấy chó này, cái cô kêu đi vô con mẹ Hồng cắn chết là đi vô đưa lũ thủ đi vô. Cưng lắm. Cô nói là từ đó giờ hồi xưa giờ con ra cô bốn mấy con đầu cái cô nuôi cũng là biết bao nhiêu là chó rồi đó. Cô là nói chung là về thú cưng là chó là cô hảo nhất. Mà không có con chó nào coi như mà nó lại xấu như người con mày. Con thấy nó nằm vậy á. Cô leo lên xe. Từ đó giờ đi nuôi, từ đó giờ là người ta chê. Cô thì lên xe coi hắn có lên không cô. Trời ơi, tao nói chỗ cái bà đó còn mấy khùng. Cái bắt con chó ở đâu mà nó lớn dữ vậy. À, là lúc đầu mình nuôi là nó lên xe kìa. Ở thằng kia đó. Đó, con kìa. Lần đầu tiên thấy sao? Không, nếu mà em trên mạng mới có chưa chứ em đây là lần đầu tiên thấy, chẳng em thấy. Nhưng mà thấy cái giống chó là như vậy chưa bạn? Chưa giống chó thì em thấy gì chưa. Bà này ăn dính cốt không? Lạ. Bây giờ cái cưng cũng tin cưng đẩy cái tờ đây ra ngồi đây tới tối không biết bao nhiêu người, nó ở đằng trước không biết bao nhiêu người ghé mà hình quay phim đó rồi đó. Mấy năm rồi xong mới thấy rồi, ở đây 4 năm giờ mới thấy nó được. Nếu mà tính là
để coi sổ là biết. À anh có sổ khám bệnh nữa. Có tuổi mà mập vậy, 35 kg đó, nhìn nhỏ nhỏ vậy 35 kg. Ôm thử coi, ôm nổi không? Con xấu ôm nó ngủ, cũng thương lắm, ôm nó đã. Nó có sủa không? Hả? Có sủa. Châu ơi, nó giữ nhà con lạ, con vô thử rồi biết cảnh á. Như vậy nó ôm cái giò con nó nắm là nó cạp cạp, nó cạp cạp vậy á. Cô mà chở nó đi ra đường thôi với người ta xin chụp hình biết bao nhiêu đó, nó chụp thoải mái đi. Hà Mã, đây với Hà Mã. Hà Mã đó. Tin không? Nghe thấy không? Ba đó là Hà Mã đó. Hai cậu đó. Bữa nay tin vậy cho em đâu biết đâu. Không biết không, cái bơ cái nghe cái ơ này là đậy luôn nè, cái hộp này. Nói vậy chứ đây giống chó không lông á. Nhìn giống con Hà Mã quá ha. À, hấp luôn. Nó ăn là cái này là phải đầy vàng mà 4 cái vậy đó. Nó giống cái gì đó. Chó không lông. Chó ăn bạc á, ăn bạc với cái ăn bậy bạ. Cái giống có cái giống đó. Không ăn nó cào. Mấy bữa hả nó cào cái vỏ cô gắt hết trơn, không cho nó ăn á, nó cào. Mình chắc phải cắt móng nó thường xuyên con. Ủa cắt được hả? Con không biết cái đó, sợ đau nó con đem cắt. Cắt chứ. Nó có cái đồ bấm móng. Đem ba cắt như. Có cái đồ móng bấm móng. Tại nó đi trong nó cứ đi trong nền gạch cái móng nó dài nó. Chịu thể dục thể thao thì có gì đâu. Chúc đây thử không? Ấy dạ. Ngày 4/8/2017 là nó còn hơn 1 năm rồi đó. 1 năm 3 tháng rồi đó. Nhưng mà cái này của con kia vô hả? Thế rồi nó chích gần nhau. Ấy là nó nhỏ hơn con kia vô. Ấy dạ. Mỏi tay không? Đâu, thôi em nói là nó chích cái này. Không hết cái này nữa. Ôi dạ. Em chụp. Nặng lắm. Quay hành đi kìa. Cuốn yến. Đi nào. Tháng 11. Tháng 8, tháng 9. Con vô là tháng 10. Là tháng 11 con đi tháng 10 á. Nó bên này được 5 rưỡi rồi. Đi đâu vậy? Đó, cái lúc thằng này đi vô là mới đem về đúng không? Con vô ở khoảng chừng tháng á là con Hồng đem nó về chắc cũng được cỡ 5 rưỡi rồi. Bà Châu. Ừ, sao? Đi nè. Ai? Nó không có đi ra đường. Nó lẫn quẩn trong nhà. Có chịu. Đó. Đó đem mới bối là cắn lộn á. À, nói với con kia là chằn đuổi nhau. Con này là anh nè. Đó thằng này, thằng này với bạn đó. Thằng này nhỏ mới đẻ. Thằng này còn nhỏ. Con mập. Để bạn. Té luôn. Siêu mập. Nè nổi tiếng quá ha. Đây nè, ông thằng đó đem về chỗ xíu ông này ương gờ đó lắm nè. Cái gì lạ quá mà. Ok. Hai này là một chân gặp. Cái giống chó Nhật chú. Nhưng mà mẹ con nó sao nó không khác nhau gì? Sao nó không giống nhau? Là sùng. Ê chú mập. Bước vô. Chú mập đi đi. Cái đồ này ốm lại hả chú? Ốm mẹ đi giống mà đấu tới sáng bây giờ. Cái giống chó này đầu chó. Đi đêm. Hôm nay đâu. Nay có đi đêm nữa. Giống chó đi ngoài đâu chứ đâu có Việt Nam mình đâu. Nó lạ sao? Đâu? Nó bình thường nó làm vậy mập tới cỡ này. Đó, chó này giống này lớn nhất nè, tại cô Hồng nó nuôi mập á. Không phải, con này mập thôi chứ còn ở đây cũng có nhiều lắm. Khu này là nuôi quá trời luôn, lớn nhất nè. Nhiều con thấy ghê luôn á. Con heo. Heo mập. Ủa, đi đâu đấy?
vệ sinh rồi, trốn đi vệ sinh rồi. Trốn đi vệ sinh, đi qua đường lù. Mập vậy đi vệ sinh chắc đi khoảng 30 phút đồng hồ mới quay lại. Cô Hồng chủ nhân của Su là bán đồ chiên ở chỗ trường đại học khoa học tự nhiên nha. Ghé ủng hộ mọi người nhé. Ăn cái gì rồi kìa ta. Kỳ. Vậy thì chén cả mà cái da nó đẹp quá ha, da nó bị đi như mấy châu Phi á, mấy châu đúng ha, hai cậu à con gì hai má, mà mấy em là từ đâu mà mấy em biết nó để tới đây em ở dưới hay. Mà nghe con bé nó nói bữa nay nó coi cái này nó lên nó trên mạng nó coi dữ lắm đó hả? Nhiều lắm, tại mấy cái người thứ nhất là mình quý động vật, thấy nó vậy mà mình chăm nó thấy cưng ha, nhìn cưng nhá, hắn mập tù lù. Ôi bắt về tội lắm. Dạ. Nhìn nó mất ghê luôn. Chẳng lẽ bây giờ mình đi dục nó đâu bây giờ đúng không? Người khác cho ăn nó có ăn không cô? À, không chú cho ăn không?
cho phải đút nó vậy nè, mà không biết cách đút quá thì nó đút không được, sợ nó bị sặc á. Cái này vậy à, cái này vậy chứ con hồi nhỏ nuôi con hai con kia nhìn đẹp hơn nó, lúc nhỏ là hai con kia đẹp hơn nó. À cái này là có ba bốn con, ba con là ba con sao gì cưng su su mình anh đang có lông thấy đâu. Từ đâu rồi anh đang có thấy từ đâu được đoạn nào phải không? Lạ. Nó hàng nó độc lắm, sờ cái da nó đá đó. Nó đang ăn, nó là hàng lạ mà, hàng độc hàng lạ. Chẳng nghe thấy là lạ. Lạ anh đó hả? Thấy không? Sờ cái da nó đá. Đó. Đã đố đi. Sờ cái da nó đá lắm. Làm như mấy cưng quay cứ về quay lên mà trang giờ nào? Dạ. Yeah. Cưng về cũng quay lên đưa lên trang nào? Cái trên mạng đó. Dạ. Hay cản là khi nào mà bạn nào muốn biết về em Su là tới ngay đổ xin qua đối diện cổng trường tự nhiên. Ủng hộ, yeah. Ủng hộ vẫn kiếm tiền à, cái à, mua để cho Su ăn cháo, để cho Su ăn cháo nha. Đó, nuôi biết Su nè. Nhà Su là kinh doanh chiên, chiên cả trứng gà các kiểu nhé. Thấy này lạ không ạ? Thấy lạ.